Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh, lại là những câu chuyện độc lạ thường ngày của cậu nhóc Shinosuke đây. Theo dõi Shin, cậu bé bút chì lâu năm, chắc hẳn các bạn đều biết đến đội bò cặp đỏ với cô nàng đội trưởng cá tính Ryuko rồi phải không nào? Là một người theo chủ nghĩa độc thân và tự lập, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và gai góc chứ chẳng thấy nữ tính chút nào. Ấy thế mà đôi khi vẫn có người rơi vào tiếng sét ái tình với cô nàng đấy. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe lần đầu Ryuko được một chàng trai tỏ tình sẽ diễn ra như thế nào nhé. À, tập phim còn có chuyện Kazama trốn học nữa đó, còn chần chừ gì nữa, chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim lần đầu bỏ học của Kazama. Hôm nay không hiểu sao Kazama cảm thấy hơi thiếu sức sống nên muốn xin phép mẹ cho nghỉ một buổi học ở lớp luyện thi tiếng Anh. Thế nhưng mẹ cậu lại không đồng ý và cho rằng nếu nghỉ một ngày thôi thì tiếng Anh của cậu sẽ bị tụt lại so với mọi người. Dù vậy, Kazama vẫn muốn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Đáp lại, mẹ cậu lại càng dữ dội hơn, dặn cậu nếu không quyết tâm thì sẽ không thể vào trường tiểu học tốt được. Như thế thì càng không có chuyện vào được trường trung học tốt, rồi đại học tốt, đồng nghĩa với việc khó apply vào công ty top đầu. Trước khả năng pressing liên thanh như súng thần công của mẹ, Kazama dù không muốn nhưng vẫn phải nhượng bộ. Thế nhưng sau đó cậu lại không đến lớp mà ra công viên ngồi một mình buồn bã. Khi này Shin tưng tửng xuất hiện như mọi ngày, thấy tên siêu quậy cứ thoải mái vô tư đúng với lứa tuổi, Kazama chợt thấy ghen tị với cậu. Đang tính khen thì ông cháu lại vô tư cởi quần phóng uế ngay vào bụi rậm gần đó. Thay mặt Kazama, mình xin phép thu hồi lại lời ghen tị vừa rồi. Như cảm nhận được hình bóng chi kỷ đang ở đây, Shin bèn quay đầu lại và thấy Kazama đang lén nhìn cậu gần đó. Ông cháu vui mừng đến mức không thèm kéo quần lên mà xách nguyên cái vòi đang phóng nước đến chỗ Kazama, làm cậu bạn giật mình ngã cái dầm. Shin cất tiếng hỏi, ơ kìa cậu bé đô con, sao nay lại đứng cô đơn thế này? Bình thường học tối học ngày, sao nay không học ra đây làm gì? Kazama thở dài và thú nhận mình đã trốn học vì bị quá tải. Dù là một đứa con ngoan trò giỏi, nhưng đôi lúc cậu cũng thấy mệt, thế nhưng mẹ cậu thì chẳng bao giờ hiểu cho cảm giác của cậu, vậy nên cậu không muốn quay về nhà chút nào. Nói rồi Kazama xin Shin cho phép mình được ngủ lại nhà cậu đêm nay, nghe vậy ông cháu lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, như này thì hơi táo bạo rồi đó nha. Trên đường về nhà, Kazama dặn Shin giữ bí mật, vì nếu để mẹ Mise phát hiện thì kiểu gì cũng gọi về cho mẹ Kazama. Vừa vào đến nhà, Shin liền bảo Kazama cứ tự nhiên nhưng đừng quên mình là khách. Kazama ra hiệu Shin nói nhỏ, nhưng ông cháu vẫn cứ bô bô cái mồm. Ngay thì tiếng động lại bên ngoài, mẹ hỏi Shin có dẫn theo ai về nhà không, tên siêu quậy liền nói mình đi một mình. Nhân lúc mẹ đang chuẩn bị bữa tối, hai đứa giòn rén lướt qua cửa. Mẹ dặn Shin đi súc miệng, cơ mà sau đó lại nghe thấy tiếng súc miệng như được thực hiện bởi hai người. Mẹ liền suy nghi và vào nhà tắm kiểm tra, quả nhiên là vẫn chỉ có mình Shin thật, còn Kazama khi này đang trốn trong sọt quần áo. Ít phút sau, mẹ gọi Shin vào bồn tắm trước, Kazama cũng muốn vào tắm cùng vì giờ người cậu bốc mùi lắm rồi. Vừa cởi quần áo thì Kazama lại muốn đi toilet. Sau khi giải quyết xong, cậu rón rén tính nhân cơ hội mẹ không để ý thì chạy vụt qua cửa. Thế nhưng mẹ đã kịp nhìn thấy bóng dáng ai đó cứ lấp ló và bảo Shin đi ra. Hết cách, Kazama đành phải dùng điệu nhảy buri buri để qua mắt quái vật bụng ba ngấn. Đúng là khoảnh khắc nghìn năm có một, phải lấy nhật ký ra ghi lại mới được. Kazama xấu hổ đuổi theo Shin để giật lại cuốn sách. Khi này, mẹ chắc chắn đã nghe được giọng ai đó khác lạ nên vào nhà tắm kiểm tra lần nữa. Shin vẫn giả bộ ngâm bồn. Ủa, mặt chân đâu lòi ra thế kia? Cũng có nỗ lực che giấu đấy, nhưng mà không đáng kể. Sau đó mẹ Mise liền gọi cho mẹ Kazama đến. Kazama đang không biết giải thích thế nào thì mẹ cậu lại khóc và nhận lỗi về mình. Cô nhận ra bản thân đã quá cứng nhắc khi bắt con đi học thêm, dù cậu rất mệt. Nghe được những lời chân tình đó, Kazama xúc động lao vào lòng mẹ. Hai mẹ con nhờ vậy mà đã hóa giải khúc mắc. Đêm đó, Kazama được cho phép ở lại nhà Shin ngủ. Thấy hai đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, bố mẹ thầm công nhận. Mỗi người đều gặp khó khăn khi trưởng thành, vậy nên hãy để trẻ em được thoải mái thư giãn với đúng lứa tuổi, đúng không nào? Tập phim Một bài học về tình yêu. Ở trường trung học nữ sinh nọ, có một anh trai không dám say hi mà cứ lấp ló ở ngoài cổng trường như đang chờ đợi ai đó. Nhìn lá thư có hình trái tim trên tay thì chắc là anh đang muốn tỏ tình rồi. Sau khi lấy hết dũng khí đến chỗ đối tượng, anh giật mình nhìn thấy đám siêu quậy xuất hiện từ lúc nào và nhìn mình chăm chăm. Anh cũng không ngại kể cho các bạn biết mình đang thầm thích một chị gái trong trường. Anh tự tin khẳng định cả cuộc sống của mình thu bé lại vừa bằng cô gái đó và không ai có thể gạt bỏ hình bóng của cô khỏi tâm trí anh. Nghe lãng mạn he, thanh xuân vườn trường đố he, nên nê thắc mắc hỏi anh định làm gì để chinh phục trái tim thiếu nữ thì sẽ đưa cho cô ấy bức thư tình này chứ còn sao nữa. Anh đã mất 3 ngày để lên kế hoạch, 4 ngày soạn thảo và nửa ngày để hoàn thiện, bao nhiêu tâm huyết tâm tư đều được dồn vào trong đó đó. Cũng có đầu tư đó, thế anh chờ người ấy bao lâu rồi? Ờ thì hơn 1 tiếng, nghe có vẻ hơi vô vọng rồi đấy. Shin đề xuất mọi người cùng ở lại và xem chuyện gì sẽ xảy ra với anh trai này. Để tránh phiền phức, anh trai liền đuổi đám báo con đi, nhưng anh đã đánh giá thấp sự lì lợm của bọn này rồi. Anh vừa to tiếng một cái, cả lũ liền khóc lóc ăn vạ như kiểu vừa bị bắt nạt. Hết cách, để tránh ánh mắt phán xét của người xung quanh, anh đành phải mua kem để dụ chúng nín. Đúng lúc đó nữ thần trong lòng anh đã xuất hiện, đó là cô gái ở giữa trong dàn nữ sinh kia. Lúc nãy mạnh miệng là thế, cơ mà giờ khi thấy crush thì chứng hèn của anh ta lại tái phát, do dự không dám đưa thư tỏ tình. Quá chán cho thanh niên, Shin bèn cao cả nhận lấy nhiệm vụ đưa thư giúp anh.
vừa chạy ra khỏi ngã ba, bất ngờ một chiếc ô tô lao tới làm Shin không kịp phản ứng. Anh trai thấy vậy thì hốt hoảng xô Shin ra, còn mình thì thay tên siêu quậy nằm thẳng cẳng giữa đường. Cũng may là tài xế phanh gấp, chứ không là hết phim rồi. Cơ mà tài xế này cũng không vừa, xuống xe một cái là lao tới chất vấn anh trai và tính cho anh một bài học. Cứ tưởng sau fan cứu người sẽ gây được ấn tượng tốt với crush, ai dè chị ấy không thấy và nhanh chóng bỏ đi. Khi tài xế chuẩn bị xuống tay thì bỗng nhiên đội trưởng đội bỏ cạp đỏ Ryuko xuất hiện, nắm lấy tay hắn. Với một giọng điệu mạnh mẽ đậm chất nữ quyền, chị nói: "Đây là lúc học sinh tan học về nhà nên không được phép lái xe ở đây, còn muốn ta gọi báo cảnh sát tới đây giải quyết không hả?" Chỉ với hai câu như thế, tên tài xế đã sợ hãi cúp đôi bỏ chạy. Thấy anh trai bị chảy máu mũi, Ryuko bèn đưa cho anh chiếc khăn tay của mình. Giây phút hai tay cùng chạm vào chiếc khăn, dường như có một tiếng sét ái tình đã giáng xuống. Sau đó trên đường về, Jin và Mary hỏi đội trưởng việc gì phải đưa khăn cho chàng trai đó, chẳng lẽ đó là gu của sếp sao? Ryuko lập tức phủ nhận vì anh ta quá yếu đuối, thế nhưng mặt cô thoáng chốc lại lộ ra vẻ ngượng ngùng. Bên này anh trai kia cũng đã chuyển mục tiêu theo đuổi sang Ryuko, anh tiếp tục mua kem để dụ đám siêu quậy chia sẻ chút thông tin về chị ấy. Ngày sau đó, chàng trai si tình một cách đa tình lại tìm đến trường của Ryuko, anh đã chuẩn bị một món quà và tự nhủ hôm nay sẽ đưa cho crush. Vừa dứt câu đám siêu quậy lại xuất hiện làm anh giật mình ngã cái dầm. Vừa nhìn là Nene đoán ra được ngay anh ta muốn tỏ tình với chị Ryuko. Shin bèn cho anh biết mấy yêu nữ bọ cạp đó đã rời đi lâu rồi, rất có thể đi gặp mặt một băng đảng nào đó. Khi này, Ryuko đã tập hợp đội nhóm ra bờ sông để bàn về một bài hát thương hiệu mới cho băng. Chưa kịp ra ý kiến thì tên siêu quậy đã dẫn anh chàng kia tới, Nene dặn anh cứ mạnh dạn nói ra lòng mình, cơ mà anh vẫn cứ ấp a búng không thành lời, chồng có chán không cơ chứ. Mãi anh mới đủ bình tĩnh để đưa cho chị chiếc khăn tay mới và cảm ơn chuyện hôm trước. Ryuko có hơi sốc nhẹ nhưng vẫn phủi tay nói không sao. Dù vậy anh trai càng quyết tâm đưa quà hơn, khiến mặt chị dần ửng đỏ. Không có cách nào khác, Ryuko tỏ ra lạnh lùng nhận lấy món quà và quay lưng bỏ đi. Đám siêu quậy lập tức giục anh mau tỏ tình trước khi quá muộn. Cuối cùng anh đã dùng hết sự can đảm để rủ chị ấy đi chơi cùng mình. Nói xong một câu mà mồ hôi nhễ nhại chưa kìa, đám nhóc bên cạnh liên tục hoan hô chúc mừng, còn Jin và Mary thì không ngờ có một ngày đội trưởng của họ được một chàng trai tỏ tình, cùng ngó sang xem phản ứng của nữ chính thế nào nhé. Sao lại đứng hình cứng đơ thế kia, tỉnh lại đi sếp ơi. Sau khi bình tĩnh lại, Ryuko nói họ là những kẻ du côn, tức là không thể hẹn hò với những người ngoại đạo, đó là luật. Chưa kể nhóm của họ còn nhỏ, nên với tư cách là đội trưởng, cô không có thời gian dành cho nam giới. Nói xong cô cùng đàn em ngồi lòi quay bước đi, để lại một anh trai si tình một lần nữa trải nghiệm cảm giác thất tình. Dù vậy nên Nene bên cạnh vẫn tiếp tục khuyên anh nên cố gắng, vì chị ấy chỉ từ chối chứ không hề nói ghét anh, cho nên anh vẫn còn cơ hội. Ngày hôm sau, anh trai chải chuốt tóc tai sao cho giống giang hồ nhất để có thể gây ấn tượng với Ryuko. Ai mà có rẻ vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp ngay giang hồ hàng thật giá thật. Cùng lúc Jin và Mary đang thuyết phục đội trưởng suy nghĩ lại về anh chàng đó, đâu phải ai cũng có thể quáng gà nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của sếp như anh ta đâu, phải có căn lắm mới làm được như thế đó. Vừa dứt câu, đối phương liền bất ngờ xuất hiện với bộ dạng bầm dập, làm cả đám không khỏi hoảng hốt. Anh nói vì cô không thích những kẻ nghiệp dư nên anh đã cố gắng trở thành một du côn thực sự, nhưng không may trên đường đến đây lại đụng độ với một băng nhóm. Trước sự chân thành của chàng trai Simlot, Jin và Mary đều khuyên đội trưởng nên mở lòng cho người ta một cơ hội, song câu trả lời vẫn là không. Thấy vậy anh trai không muốn người mình thích phải khó xử nên đã chủ động rời đi và bắt đầu lại từ đầu. Ryuko cũng thấy nhẹ lòng, cứ để anh ta trở thành một người đàn ông tốt hơn, rồi biết đâu sau đó cô sẽ suy nghĩ lại. Vài ngày sau, anh ta lại nấp ở trường nữ sinh để tiêm một cô gái khác. Gì mà thay lòng nhanh dữ vậy ba? Thấy cảnh đó, Ryuko tức không nói nên lời và chỉ muốn cho thằng Chatboy đó một bài học. Sau đợt này cô thề sẽ không bao giờ tin vào lời đàn ông nữa. Và câu chuyện thú vị đó cũng kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ lớp mình nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!